Hello, hôm nay Việt giúp cho anh chị em cắt một kiểu tóc theo hình mẫu. Đây là một cái phong cách thì nó cũng rất là dị đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo cái khuôn viền. Anh chị có thể quyết định độ dài phần sau và quyết định độ dài phần trước và nối vào. Thì khi mà chúng ta tạo khuôn viền thì anh chị có thể là cắt hình zig zag để nó tạo độ so le luôn cho nó mềm mại. Còn nếu mà những cái mái tóc nó dày quá ấy, mà chúng ta cắt các cái đường line nó bằng đấy thì nó sẽ rất là cứng nhá. Mục đích khi mà chúng ta chia xéo này thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái lớp trong. Khi mà mình cắt như thế thì lớp trong nó sẽ ngắn, lớp ngoài nó sẽ dài. Và đối với những cái mái tóc nào nó dày ấy thì chúng ta nhìn cái khuôn viền nó sẽ mềm mại luôn. Đấy, thường thì kiểu tóc này thì chúng ta sẽ áp dụng cắt những mái tóc nào nó dày nhá. Thì sau đó thì chúng ta sẽ cắt layer đi. Tức là khi mà mình cắt khuôn viền rồi thì mình sẽ loại bỏ một cái tầng lớp ở phía trên này đi để nó sẽ tạo được cái độ mềm mại cho cái kiểu tóc. Sau đó lớp trên nữa thì chúng ta lại dâng thấp xuống và chúng ta tạo khuôn viền. Thì đây cũng là một cái phương pháp mình cắt gọi là không liên kết. Và mục đích thì nó chỉ để áp dụng cho những cái mái tóc nào nó dày quá thì mái tóc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Phần hai bên thì chúng ta vẫn cứ dâng thẳng lên. Và chúng ta hiểu đơn giản là cứ cắt loại bỏ một cái lớp ở phía trên ấy để nó sẽ mềm mại khi mà lớp trên nữa nó phủ xuống. Đấy, anh chị có thấy là cứ một lớp là chúng ta cắt layer, một lớp là chúng ta sẽ gì ạ? Dâng không độ xuống để mình cắt khuôn viền. Đấy, như thế thì cái mái tóc nó sẽ đỡ bị nặng quá. Anh chị em nào mà cắt zig zag mới vào nghề ấy, thì nó sẽ hay bị lệch nhé, nên là chúng ta cứ cắt bằng trước rồi sau mình tiện sau cũng được thì nó sẽ rất là an toàn. Mái thì chúng ta sẽ quyết định độ dài ở phần trước mũi, sau đó thì mình có thể cắt xéo sang hai bên hoặc là cắt bằng, tùy ý chúng ta. Thường nếu mà cắt xéo thì nó sẽ co lên nó gần như là bằng, tại vì nó xéo sang hai bên anh chị. Sau đó là mình sẽ quyết định độ dài phần hai bên mà mình nối từ trên xuống dưới thì nó tạo được một cái mái xéo dài rất là đẹp. Cắt xong thì chúng ta sẽ tỉa tóc dày hay là tóc mỏng thì chúng ta cũng cần phải tỉa cái đầu ngọn để cho nó so le. Còn nếu mà tóc dày thì mình có thể tỉa thêm là tỉa mỏng để nó mỏng bớt đi. Đấy. Ở đây thì tóc nó dày quá thì mình có thể tỉa thêm ở cái phần sát chân, nhưng mà không cần phải sát quá nhé, sát quá nó sẽ bị dựng ấy. Đây là kết quả. Xong thì anh chị có thể uốn hoặc tạo kiểu do mình mong muốn. Thường là uốn cụp nó cũng rất là đẹp. Xin chúc cho anh chị chúng ta thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu anh chị nào có câu hỏi thì có thể liên hệ qua Zalo của Nguyên là 0888 561 444 để được hỗ trợ giải đáp nhé. Xin chào.